Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hùng Tỉnh Ẩm Thực của mình. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải và sử dụng một trong những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh đơn giản nhất mà đạt hiệu quả cao nhất. Thì hiện nay trên thị trường của chúng ta, tức là trên SharePlay á, đối với cái xe máy Android ha, thì có rất là nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, thì sẽ dẫn đến tình trạng là các bạn không biết sử dụng phần mềm nào dễ nhất, đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Thì để khắc phục được tình trạng đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng trên CH Play chỉnh sửa hình ảnh mà mình đã sử dụng và mình thấy rất là đơn giản và cũng tương đối là hiệu quả. Thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành tải ứng dụng và sẽ thực hành ứng dụng luôn nha. Thì đối với máy Android thì trước tiên chúng ta phải vào CH Play. Đây, CH Play. Các bạn nhập cho mình ứng dụng Khách Face. Đây, ứng dụng chỉnh sửa ảnh 360 khách phay. Đây, chúng ta tiến hành cài đặt. Thì ứng dụng chỉnh sửa này thì có quảng cáo nha các bạn. Máy đang quét rồi, chúng ta tiến hành mở luôn. Thì khi các bạn mở ứng dụng thì cái máy nó hiển thị lên những ứng dụng cho phép những cái gì nơi đây, cho phép khách phay truy cập vào ảnh phương tiện và tệp trên thiết bị của bạn. Các bạn nhấn vào cho phép giùm mình. Đây, chúng ta đã có được một cái ứng dụng để chỉnh sửa hình ảnh. Đây là cái hình ảnh bìa bên ngoài tổng quan của cái ứng dụng này. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành chỉnh tùy theo các bạn có thể là chỉnh sửa ảnh hoặc là ghép ảnh hoặc là đã cài đặt khung ảnh hình xăm, và cuối cùng là thư viện là nơi chứa ảnh mà chúng ta đã thực hiện xong. Còn ở dưới đây là những cái mới nhất phần cái phần yêu thích của các bạn, tattoo nè, animal nè. Chúng ta tiến hành vào chỉnh sửa ảnh. Thì khi bạn nhấn vào chỉnh sửa ảnh thì nó sẽ liên hệ đến với thư mục bên phần thư viện của máy bạn, tùy theo máy mà thư viện hay là tệp tin. Thì đây mình sẽ đây có những hình ảnh mà mình đã chỉnh sửa rồi đây đó, mình sẽ quay lại ha, hình ảnh đã có rồi. Mình tiếp tục ảnh mới ha các bạn, chỉnh sửa ảnh, mình vào một download. Đây mình có tải một số hình ảnh của cô gái hoặc là những cái hình ảnh cây phượng để mình làm chỉnh sửa đấy, một số ảnh. Mình sẽ tiến hành vào cái một hình ảnh cô gái tương đối rất đẹp. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh. Thì như cô gái, trước tiên nè, nó sẽ có rất là nhiều, mình sẽ giới thiệu tổng thể từ từ cho các bạn. Mình biết cái nào mình chỉ các bạn như thế đó thôi, chứ bây giờ cũng có rất là nhiều anh trên YouTube họ sẽ chỉ, có nhiều ứng dụng cũng sẽ có thể là hay ứng dụng này, nhưng theo mình ứng dụng này là đơn giản và dễ sử dụng nhất. Bây giờ các bạn nhãn dán. Xóa quảng cáo đi. Chúng ta cho cô gái này. Đây có rất là nhiều cái nhãn dán. Các bạn có thể kéo lên. Đây, mình chỉ làm thử cho các bạn coi để biết ha. Này đi.
Đây, đây cái nhãn dán. Thì trong nhãn dán nó sẽ có những cái như thế đó. Chúng ta tiếp tục vào hiệu ứng. Hiệu ứng đây tức là hiệu ứng về cái màu hình ảnh. Đây, cái chữ mặc định là hình ảnh tự nhiên của hình ảnh đã có. Đây, khi chúng ta nhấn vào một cái, nó sẽ có một cái màu rất là riêng biệt. Những cái mà có hiệu ứng lúc này nè, kêu bằng ngữ khóa, tức là mình giới thiệu cho các bạn luôn. Đó, đây là những cái hình ảnh tính năng mới đó. Có nghĩa nếu như vậy thì chúng ta phải mở cái xong, tùy theo các bạn thôi, rất có rất là nhiều. Chúng ta thích cái tông màu nào thì chúng ta làm tông màu đó, không có ai ép buộc chúng ta cả. Đây là thỏa sức sáng tạo theo cái những gì đã có ha các bạn ha. Thôi rồi mình sẽ cho hình này đi, rồi nhấn vào ok. Ứng dụng này sẽ có quảng cáo, mỗi khi các bạn chỉnh sửa ảnh thường thường sẽ bật lên một đến hai lần quảng cáo. Thứ hai, chúng ta tiến hành vào bộ lọc. Bộ lọc ở đây như thế nào? Bộ lọc tức là nó sẽ pha pha ở phía sau, như cái ảnh nền ở phía sau đây nè. Đó, quá trời màu luôn, quá trời kiểu luôn, cái này thỏa sức ảo luôn, đẹp cỡ nào cũng có luôn. Còn như các bạn lỡ nhắn không có, không muốn thì thôi, tôi chỉ quay về mặc định thôi, không ai làm gì tôi chứ. Máy đang tải các bạn ơi. Đây, hình ảnh rất là đẹp. Mình quay về mặc định cái này. Đó, thì đó. Bây giờ thôi mình cho như vậy đi, để cho các bạn cảm nhận được. Bộ lọc xong, nhấn tích vào cái dấu bên phải. Lập mờ là như thế nào? Đây, các bạn coi kỹ cái cách mình nhắn trên màn hình nha. Đó là cái khung, là tức là nó sẽ bỏ khung bự mà nó vượt lên một cái khung nhỏ nha các bạn. Đó, không thích thì bây giờ mình đó, mình quay lại thôi. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập văn bản. Thì văn bản mình nhập thêm chữ ở đây, mình nhấn một cái buổi chiều vui vẻ đi ha. Chúc tất cả các bạn buổi chiều vui vẻ đi. Đây, xong. Chúng ta muốn chữ to thì chúng ta nhấn vào dấu cộng. Đây, đó. Bự tới đâu cũng được hết trơn á. Bự nổi cũng được. Còn muốn nhỏ lại thì chúng ta cũng muốn nhỏ lại thôi, nhỏ hết đát luôn, maximum luôn. Nhỏ mà tới maximum luôn á. To lên. Bạn muốn canh lệch trái thì có lệch trái cho bạn, mà muốn canh lệch phải thì có canh giữa nè. Canh giữa đi, canh phải nè. Rồi, tay canh phải luôn thôi, mà mình thì cho canh giữa đi cho đều. Kiểu chữ trên đây là cái kiểu kiểu chữ, có nhiều loại kiểu chữ nha bạn. Cái này kiểu chữ là tô đậm này ha, này chữ thường ha, này chữ in ngang ha, chữ gạch chặn ha, chữ gạch giữa nha ha. Đó, rồi mình chọn cái chữ nổi lên đi. Và ở dưới đây thì sẽ có rất là nhiều loại kiểu chữ nè. Cái đây tức là cái phông chữ cho các bạn đây. Đó, mình có tải về nhiều, có cái phông chữ sẵn đây luôn. Các bạn muốn sử dụng cái nào là sử dụng, muốn thích cái nào là cái đó. Đó, đây, đó, đó, đó. Rất là nhiều, rất là nhiều.
Đó. Rồi, xong. Chúng ta tiến hành chọn màu văn bản. Tôi không thích màu trắng thì tôi chọn màu màu đỏ đó. À, làm gì tôi? Chúng ta nhấp vô đây. Chúng ta nhấp vào cái cây dọc bên phải này sẽ ra tông màu. Đủ màu luôn. Đó, giờ tôi muốn màu đỏ đi ha. Xong tôi nhấn kéo xuống cái hình chỗ màu đỏ này và sau đây qua bên cái hình vuông bự này nè. Tức là trong gam màu đỏ thì nó có màu đỏ nào? Màu đỏ đô, đỏ đậm hay đỏ nhạt hay là nó pha với những cái màu khác nữa. Đó, khi bạn lên kéo đây thì bạn nhìn xuống ở phía dưới, phía trên chưa áp dụng có hai cái khung khung trắng và khung đỏ nè, nó sẽ bạn chọn cái nào. Khi cái đó xong là ngay chỗ dấu chấm nhỏ đó là mình chọn đó. Bây giờ cái độ trong suốt là gì? Độ trong suốt này là cái độ hiển thị của nó. Nó trong suốt nhiều đi, hết xương maximum luôn. Thì qua đây nó sẽ có cái màu cái như một gọi là như một màu cam đỏ đó. Đây mình nhấn vào chữ áp dụng nha các bạn. Xong mình nhấn vào đó, đây nó sẽ ra. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Xong mình bấm mình nhấn vào tích cái ok. Sau đây tôi tiếp tục nhấn cái nữa. Giờ tôi thích ghi thêm chữ nữa. Tôi nhấn vào văn bản nữa. Đây, tôi sẽ xóa những cái chữ cũ mà tôi đã ghi. Nhấn vào một chữ nữa là thêm chữ nãy vui vẻ thì mình ấy giờ mình chúc người ta ăn lành đó đi. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ và ăn lành. Đó, mình cũng muốn to chữ này lên. Mình không thích kêu chữ đứng to này, nếu mà nhấn chữ xéo nè, chữ nghiêng nè. Rồi tôi không thích phông chữ nãy giờ tôi chọn phông chữ khác nè. Hay làm gì tôi không thích màu nãy giờ tôi chọn màu khác ha. Màu xanh đi. Đó, y chang nãy áp dụng. Tiếp vào. Để dưới đây quá đẹp. Ok. Xong văn bản đi. Tôi thấy cái hình này bây giờ nó bự quá đi. Sorry các bạn mình nhấn lộn. Giờ tôi muốn cắt ảnh này, bự quá tôi muốn cắt ảnh nè. Đây, nó sẽ hiển thị lên tất cả các khung cho các bạn theo yêu cầu của các bạn. Khung này, này, khung nhỏ, hình chữ nhật. Chữ nhật đứng, chữ nhật ngang, đứng bự tùy theo cái kích cỡ 4 5 5 3 ha. Tùy theo cái sở thích của mình thôi. Cái đó mình không ép buộc các bạn. Đó, nói với mình cắt đi. Mình muốn cho nó bự lên chút. Hai bên này nhỏ lại chút. Đó. Tùy thôi. Không có ép buộc các bạn. Giờ mình làm sao mà để đảm bảo hết được cái mộc mộc đi các bạn ơi. Mình chỉ giới thiệu cơ bản cho các bạn thôi ha. Thì các bạn thích thì cứ làm theo ý của các bạn. Xong. Chúng ta cắt ảnh xong rồi. Còn các bạn chia sẻ. Tiếp tục quảng cáo nữa. Kéo là chúng ta làm xong cái ảnh chúng ta có thể là chia sẻ qua ha. Đây có nhiều chỗ đó để chia sẻ tin nhắn hay Facebook mình nhắn plus quay lại. Tiếp tục mình xong rồi mình nhắn sale ở phía trên. Mình nhấn vào dấu X bên trái để sao đi. Mình nhấn vào đồng ý về màn hình. Xong nãy mình đã sale rồi các bạn ha. Bây giờ mình tiếp tục mình thoát ra. Thoát. Mình sẽ vào thư viện cho các bạn coi.
Đây, bản mới. Đây. Rất là đẹp ha các bạn. Đó thì đây là cái mình theo mình là cái ứng dụng và đơn giản mà hiệu quả cao, tức là chúng ta có thể sáng tạo theo nhiều cái ý muốn chúng ta. Còn nữa, một phần nữa. Đây là ghép ảnh. Thì cái phần ghép ảnh, phần khung ảnh, hình xăm, thư viện thì mình sẽ chỉ sao cho các bạn. Tại mình chỉ từng cái đi cơ bản cho các bạn sẽ nắm hiểu rõ hơn về cái ứng dụng này. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký và một bật chuông thông báo để không bỏ những cái video tiếp sau của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn buổi chiều nhiều niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã rất là nhiều. Video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ha. Chúc các bạn thành công với những cái hình ảnh chỉnh sửa tuyệt phẩm đẹp nhất của mình và thỏa sức sáng tạo trên ứng dụng này. Cảm ơn các bạn.